Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Mùa xuân tù nhân lương tâm và ông Nguyễn Phú Trọng. Từ những vụ án nhức nhối, lương tâm đã tròn 2 năm kể từ ngày xảy ra vụ án đẫm máu, thương tâm gây nhức nhối lương tri toàn nhân loại ở thôn Hoành thuộc xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Đó là vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày rằm tháng chạp năm Kỷ Hợi. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành chiến dịch rầm rộ, quy mô, có kế hoạch, có bí số với hơn 3.000 cảnh sát trang bị vũ khí đầy mình tấn công vào thôn Hoành nhằm giết chết vị thủ lĩnh của họ và khủng bố những người dân Đồng Tâm chỉ vì họ liên tục khiếu nại với chính quyền các cấp để bảo vệ đất đai là nguồn sống quan trọng của dân làng. Những loạt đạn oan nghiệt xé tan sự bình yên của làng quê bé nhỏ. Những người dân lành không tất sắc trong tay đã bị khủng bố, bị bắt bớ, bị đánh đập trong những ngày giáp Tết. Đây là hình ảnh 3.000 lính đặc nhiệm của Bộ Công an Việt Nam mà đứng đầu là ông Bộ trưởng Tô Lâm đã tấn công vào làng Đồng Tâm lúc rạng sáng vào ngày 9 tháng 1 năm 2020. Đảng viên lão thành cách mạng Lê Đình Kình đã bị đánh đập man dợ trước khi bị bắn chết. Nhiều người thân của ông cũng như người dân thôn Hoành đã bị bắt. Đó chính là tội ác mà đất trời không thể dung thứ. Việc tấn công vào Đồng Tâm không hề gặp có một căn cứ pháp lý nào cả. Báo chí do nhà nước cầm quyền kiểm soát thì đồng loạt áp đặt nói rằng ông Kình cầm đầu nhóm phiến loạn, khủng bố, vân vân. Nhưng không một cơ quan pháp luật nào khẳng định điều đó. Trước ngày định mệnh mùng 9 tháng 1 năm 2020, không người nào bị truy tố cũng như không có bản án nào được công bố cả. Mặc dù phải xông vào nhà bắn chết một cụ già 84 tuổi đang phải ngồi xe lăn, lục soát và lấy đi các thứ của cải cũng như giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu cánh đồng xanh đang tranh chấp. Mặc dù đã giết sai, làm sai nhưng truyền thông nề đảng phục vụ cho nhà cầm quyền được lệnh phải liên tục chửi bới, vu vạ và dựng lên những câu chuyện tồi tệ về nạn nhân. Tội ác chưa dừng ở đó khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục dựng lên cái gọi là vụ án giết người và chống người thi hành công vụ. Sau khi thủ tiêu người cha, chúng tuyên án tử hình hai người con trai của ông Kình là Lê Đình Công và Lê Đình Chức, kêu án chung thân, người cháu nội của ông Kình là Lê Đình Doanh, tức là con trai của anh Lê Đình Công. Cả ba thế hệ nhà cụ Kình bị truy sát nhằm tiện tận diệt cả dòng họ. Những kẻ chủ mưu và những người thực hiện tội ác tày trời này đã trà đạp lên luật pháp và công lý. Cho dù tránh khỏi lưới pháp luật, nhưng chắc chắn chúng không bao giờ tránh được luật trời, bởi luật nhân quả không chừa một ai. Đây là hình ảnh hai con trai của cụ Kình là Lê Đình Công và Lê Đình Chức đã bị tuyên án tử hình. Nhằm biệt miệng những tiếng nói bất đồng chính kiến và răn đe dân chúng, vào ngày 5 tháng 1 năm 2021, Tòa án thành nhà phố Nhà Hồ đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Hội Nhà báo Độc lập tuyên án nhà báo Phạm Chí Dũng, cựu sĩ quan an ninh 15 năm tù, nhà văn Nguyễn Tường Thụy cùng anh Lê Hữu Minh Tuấn 11 năm tù giam với tội danh mơ hồ là chống phá nhà nước. Cả ba đều không kháng cáo. Ông Phạm Chí Dũng cho biết ông hiểu đây là một bản án đã được định sẵn để bóp nghẹt tự do báo chí ở Việt Nam. Ông nói, không kháng cáo bản án không phải là chấp nhận bản án bất công và rất nặng nề này. Hãy để bản án này cho thế giới thấy cái gọi là tự do nhân quyền, tự do báo chí ở Việt Nam như thế nào. Quả vậy, họ, những trí thức có nhân cách và có lòng yêu nước, không còn chút niềm tin nào vào chế độ dối trá này và không cần kháng cáo để xử phúc thẩm bản án vô nhân đạo, bởi họ không còn chút hy vọng nào về một phiên tòa xét xử công bằng. Mới đây, phiên tòa sơ thẩm xử nhà báo Phạm Đoan Trang vào ngày 14 tháng 12 năm 2021 với mức án tù 9 năm về tội tuyên truyền chống nhà nước, quy định tại Điều 88 của Bộ Luật Hình sự năm 1999. Trong lời nói sau cùng, Đoan Trang đã vả vào bộ mặt của thể chế cầm quyền như sau. Những bản án càng dài thì càng chứng tỏ bản chất độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các anh, các chị có thể bỏ túi tôi và hả hê đắc thắng vì đã xóa bỏ được một cái gai trong mắt các anh các chị nhiều năm nay. Nhưng mãi mãi các anh các chị không xóa bỏ được tiếng xấu, độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ.
Vì con thú mãi mãi là con thú, nó không bao giờ có thể trở thành con người. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Đoan Trang trước tòa. Rồi đến việc ông sĩ phu Nguyễn Phú Trọng. Những cây bút nịnh hót luôn gắn cho ông Trọng danh xưng như sĩ phu Bắc Hà. Có lẽ họ nhầm lẫn vì sĩ phu xưa ngoài học rộng còn yêu nước, thương nòi, chuộng công bằng và lẽ phải. Ông Nguyễn Phú Trọng không có những phẩm chất đó. Ông chỉ yêu nền tảng Mác Lê và thiên đường xã hội chủ nghĩa dành riêng cho những người cộng sản. Ông chỉ quan tâm đến sự tồn vong của đảng và chăm chút cho cái ghế của ông ta đang ngồi. Nhiều người ca ngợi ông Trọng qua chiến dịch đốt lò chống tham nhũng, nhưng cái lò mà ông ta lập ra luôn biết chọn cột để phục vụ cho mục đích chính là thanh trừng phe nhóm và tranh giành quyền lực nội bộ. Những vụ án được cho điều tra xét xử chỉ nhằm xoa dịu sự phẫn nộ trong dân chúng, đánh bóng bộ mặt của đảng và kéo dài thời gian trị vì. Cứ nhìn những huân chương chiến công mà đích thân ông Nguyễn Phú Trọng vội vàng ban tặng cho những sát thủ tử nạn khi đi giết người, cướp đất lúc nửa đêm, có thể thấy rõ tột cùng của sự khốn nạn. Gần đây, ông Trọng cũng tặng huân chương lao động cho tập đoàn tội phạm Việt Á với vai trò dùng thép kít giả để hút máu nhân dân, thu lợi về hơn 4.000 tỷ đồng giữa lúc người dân cả nước đang đói khát và khó khăn. Kèm thêm, thét dởm này đã gây ra cái chết không biết bao nhiêu nghìn người Việt Nam. Đã xuất hiện thông tin ông Nguyễn Phú Trọng sẽ rút lui khỏi chính trường sau hội nghị trung ương lần thứ 5 của đảng, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5 năm 2022. Tuổi già, bệnh tật hành hạ, thời gian ông Trọng ở viện nhiều hơn ở trụ sở đảng hay ở nhà. Có lẽ sự mệt mỏi, đau yếu về thể xác và sự bế tắc về tinh thần đã buộc ông ta phải buông bỏ cái ghế đầy quyền lực mà ông ta quyết bám lâu nay, bởi ông ta không thể mang nó xuống mồ. Và ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng để ngồi với chiếc ghế đầy quyền lực đó? Kịch rất gay cấn đang chờ phía trước khi mà cuộc chiến vương quyền không có chỗ cho những kẻ yếu tim. Đồng tâm sự thật đã được biến thể như thế nào? Trên trang báo Luật Khoa Tạp Chí, tác giả Y Chan có bài bình luận như sau. Vào những ngày đánh dấu tròn 2 năm sự kiện Đồng Tâm, người dân không thể nào tìm thấy bất kỳ thông tin gì về nó trên hàng trăm tờ báo của nhà nước. Một sự kiện khủng bố như cách của chính quyền gọi tên bỗng dưng mất tích một cách khó hiểu. Một vụ án có tới 29 người dân bị truy tố, trong đó có 2 người bị kết án tử hình, bỗng nhiên không còn được báo đài trong nước nhắc tới. 3 chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ với những chiếc huân chương chiến công hạng nhất được ký tặng siêu tốc. Chỉ một ngày sau khi cuộc tấn công diễn ra, giờ đây cũng biến mất khỏi ký ức của dư luận. Những người ủng hộ nhiệt thành câu chuyện được biến tấu nhiều lần của chính quyền liệu có bao giờ tự hỏi vì sao có một sự kiện rung động như vậy lại nhanh chóng rơi vào quên lãng? Và vì sao chính quyền đến giờ này vẫn ra điều kiện buộc gia đình ông Lê Đình Kình phải chấp nhận ông chết ngoài cánh đồng xanh thay cho sự thật đã bị bắn chết tại nhà? Và vì sao người anh hùng bắn chết kẻ khủng bố đó là ông già bệnh tật gần 90 tuổi cụ Lê Đình Kình đến nay vẫn không dám xuất đầu lộ diện trước công chúng để kể về chiến công hiển hách của mình? Đây là hình ảnh những viên đạn còn vương vãi khắp giường ngủ ở nhà cụ Lê Đình Kình. Và vì sao khi các phiên tòa xét xử đã kết thúc từ lâu, số tiền phúng điếu hơn nửa tỷ đồng của người dân cả nước gửi cho gia đình cụ Lê Đình Kình vẫn bị ngân hàng Vietcombank phong tỏa mà không có bất kỳ lời giải thích nào? Nếu đó là tiền của khủng bố như Bộ Công an tuyên bố lúc đầu, thì vì sao họ không dám công khai đương hoàng xử lý theo luật? Đã có quá nhiều câu hỏi vì sao đều dẫn về một câu trả lời rằng chính quyền đã nói dối. Phiên bản lịch sử đã bị chỉnh sửa nhiều lần và họ dựng lên về Đồng Tâm là một phiên bản dối trá. Nếu ví cuộc đời như chiếc thuyền, sự thật là dòng nước, thì mỗi lời nói dối như việc tự đục thủng chiếc thuyền. Càng nói dối, thuyền càng nhiều lỗ thủng và người trên thuyền càng phải ra sức bịt các lỗ thủng đó. Chính quyền đã lựa chọn cách im lặng để không phải tiếp tục bỏ công bỏ sức ra bịt thêm những lỗ thủng là lời dối trá. Bằng cách đó, họ đã hy vọng dư luận sẽ nhanh chóng quên đi và sau này khi có nhớ lại, dư âm sẽ chỉ còn là những phiên bản lịch sử đã bị cải biên của họ. Và sự thật được xuất bản theo những cách thức như thế nào? Đó hoàn toàn không phải là điều gì mới mẻ. Đây là công thức xuất hiện
ở mọi sự kiện xung đột lớn nhỏ của chính quyền với người dân. Những vụ cưỡng chế đất đai tại Dương Nội, Thủ Thiêm hay vườn rau Lộc Hưng, rồi các phiên tòa bỏ túi xét xử những người bất đồng chính kiến, những chiến dịch thanh trừng kiểu cải cách ruộng đất trước kia, và thông tin về các cuộc chiến trong những thanh niên thập niên vừa qua. Tất cả đều được nhào nặn dưới bàn tay của chính quyền với mong muốn tạo ra một thế hệ mất trí nhớ. Đồng Tâm không chỉ là một cái tên và một danh sách dài dằng dặc những sự kiện lịch sử bị bôi tẩy. Tác giả Y Chan đã nêu quan điểm của mình như vậy. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 10 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin các vấn đề không thể che giấu xung quanh vụ việc Việt Á. Đáng ra Quốc hội Việt Nam họp phiên bất thường hiện nay phải được nghe các cơ quan chức năng tường trình về các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến scandal mang tên công ty Việt Á, vì nó ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người dân Việt Nam và tính mạng của người dân cũng bị ảnh hưởng. Đằng này, các ông, các bà nghị và cử tri cả nước chỉ được nghe tường trình của Ngài Bộ trưởng Y tế dựa tựa như một bản thanh minh thanh Nga có pha chút báo cáo thành tích. Tác giả Tô Hiệu đã có bài phân tích liệt kê 7 vấn đề nghiêm trọng mà giới cầm quyền hiện nay không thể lấp liếm cho qua chuyện. Bài viết đã được đăng tải trên đài FA mang tựa đề các vấn đề không thể che giấu xung quanh vụ việc Việt Á. Những vấn đề liệt kê ở dưới đây rõ ràng chưa được Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề cập và làm rõ một cách thực chất trong phát biểu tại hội nghị của Chính phủ với các địa phương vào chiều ngày 5 tháng 1 năm 2022. 7 điều tế cấp ấy là gì? Câu hỏi mà dư luận cũng đang đặt ra. Đây là hình ảnh phát biểu tại hội nghị Chính phủ với địa phương chiều ngày 5 tháng 1. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng những vi phạm sai sót vừa qua là rất nghiêm trọng nhưng không là hình ảnh đại diện của ngành. Thứ nhất là kit test Việt Á là một scandal vô tiền khoáng hậu cực kỳ nghiêm trọng. Tính chất nghiêm trọng thể hiện trên nhiều mặt trong sinh hoạt đối nội lẫn đối ngoại của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Về đối nội, ở đây không chỉ có vấn đề đưa và nhận hối lộ trên khắp cả nước. Cơ quan điều tra đã bắt giám đốc công ty Việt Á và lãnh đạo CDC ở một số địa phương cùng một số lãnh đạo vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế để điều tra. Nhưng vấn đề ở chỗ, tại sao Việt Á có thể bán được kit test với mức giá trên trời và lót tay với mức cao đến 20% cho CDC các địa phương đến như vậy? Theo kết quả điều tra đến hiện nay, giá này dựa vào công văn của Bộ Y tế để CDC các địa phương căn cứ vào đó mua sản phẩm của Việt Á. Vậy câu hỏi ở đây là liệu có sự bắt tay giữa công ty Việt Á và Bộ Y tế Việt Nam hay không để trục lợi trên tính mạng của người dân? Về đối ngoại, Tổng cục Hải quan Việt Nam đã xác nhận có kit test nhập lậu từ Trung Quốc và đã đề nghị phía Trung Quốc cung cấp thêm các thông tin cần thiết khác. Vậy những bộ kit test nhập lậu này đã từng những công ty nào của Trung Quốc tuồn lậu bằng cách nào qua biên giới và sau đó còn đi tiếp vào những đâu? Câu hỏi lớn hơn là các công ty sản xuất những sản phẩm này có đủ năng lực hay không? Liệu nguồn sản phẩm nhập lậu này có phải là những bộ kit test được Việt Á thực hiện mang dán mác Việt Nam để cung cấp ra thị trường hay không? Nếu đúng vậy thì vấn đề này rất nghiêm trọng vì đưa các bộ sản phẩm kit test không rõ nguồn gốc, chất lượng và phục vụ sức khỏe, tính mạng của con người là điều không thể chấp nhận được. Điều đó có thể dẫn đến cái chết của hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn người dân Việt Nam. Thứ hai, đây là sự coi thường phép nước, coi khinh các nghị quyết của Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách tệ hại nhất từ trước tới nay mà người đứng đầu phải chịu trách nhiệm là ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh công ty Việt Á được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp tiền cho nghiên cứu cùng với Học viện Quân y rồi được Bộ Y tế chứng nhận chất lượng. Sau đó các báo của Tuyên giáo Đảng tung hô về chất lượng cũng như nổ láo rằng được các nước đặt mua để xuất khẩu đi toàn thế giới, vân vân. Vì thế mà toàn thể nhân dân đã bị lừa dối, 32.000 người chết vì Covid vừa qua không thể bị phủ tay cho qua. Rất nhiều người có khả năng đã chết vì những que thử giả này. Qua gần 15 năm thực hiện các nghị quyết của Đại hội Đảng, nhất là từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tiêu cực
tức là Ban Chỉ đạo Phòng chống tiêu cực, trực thuộc Bộ Chính trị do ông Tổng Bí thư làm trưởng ban. Từ tháng 2 năm 2013 cho đến nay, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng, công tác phòng chống tham nhũng đã không ngăn được Việt Á và các sân sau của chúng thao túng và lũng đoạn các tổ chức và các cơ quan của Đảng và Nhà nước. Cũng mới đây nhất, xuất phát từ tình hình trạng tồi tệ này, Bộ Chính trị vừa quy định bổ sung chức năng cho Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng. Theo đó, ngoài chức năng nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo còn có chức năng nhiệm vụ phòng chống tiêu cực. Bởi tiêu cực là nguồn gốc phát sinh tham nhũng. Nhưng như đã thấy, tất cả đã bị vô hiệu hóa bởi Việt Á. Đặc biệt, giữa năm 2021, Ban Bí thư vừa đưa ra kết luận 05 TV vào ngày 3 tháng 6 năm 2021 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 50 CTTV của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng sẽ tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện kết luận của Trung ương với 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về phòng chống tham nhũng. Ban Bí thư tiếp tục khẳng định những chính sách đã ban hành và tiếp tục đề ra những chủ trương mới về phòng chống tham nhũng tiêu cực cho phù hợp với tình hình hiện nay và nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 13. Tuy nhiên, với sự lũng đoạn của toàn bộ hệ thống của CDC ở hầu hết các tỉnh thành, scandal Việt Á cho thấy thực chất của tình trạng chỉ đạo của tổ chức thực hiện nghị quyết, pháp luật nói chung về phòng chống tham nhũng nói riêng tệ hại đến như thế nào. Và điều đó chứng minh rằng phòng chống tham nhũng, người đứng đầu chịu trách nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng đã không làm tròn trách nhiệm và không thể chống được tham nhũng trong Đảng. Tại sao quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước không được thực hiện nghiêm minh cũng là điều dư luận đặt ra. Thứ ba là cần vạch mặt chỉ tên mối chúa nào đứng sau vụ này, phải là một bố già trong Nhà nước hay một hòa thân trong Đảng mới có khả năng phối hợp được toàn bộ hệ thống đều liên quan phạm tội cùng với Việt Á. Đây là hình ảnh Huân chương Lao động hạng 3 trao tặng cho Việt Á được chính ông Nguyễn Phú Trọng ký tên và đóng dấu Chủ tịch nước. Sau đó Việt Á mang đi công bố công khai trên trang web của công ty này. Không chỉ kết nối được với các bộ, các ngành, các viện nghiên cứu mà còn sâu sát đến từng công đoạn cụ thể trong quá trình lũng đoạn bộ máy của Đảng và Nhà nước ở Việt Nam. Trước hôm Quốc hội khai mạc, cử tri trong cả nước còn được nghe ông Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện tuyên bố dường như có cá lớn trong vụ Việt Á. Theo giới chuyên gia, không thể có tốc độ nghiên cứu thần tốc với số mẫu của Việt Á, mà thật ra đề tài khoa học giữa Việt Á và Viện Quân y được nghiên cứu ở đâu là điều dư luận cũng đang đặt ra. Và tại sao Bộ Khoa học và Công nghệ đã lừa dối người dân khi thông tin bộ kit test này đã được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận và được 20 nước đặt mua sản phẩm này? Vậy ai là người cung cấp những thông tin giả này để đánh lừa người tiêu dùng? Và liệu ông Bộ trưởng khi đó là ông Chu Ngọc Anh có ảnh hưởng và có ăn tham nhũng từ tiền này mà ra hay không? Sau khi công bố kết quả đề tài, ngay vào ngày hôm sau, Bộ Y tế đã chấp nhận và giao cho Bộ Công ty Việt Á sản xuất. Thời gian ngắn như vậy thì Bộ Y tế có kiểm tra kết quả đề tài và năng lực sản xuất của Việt Á hay không? Và ai là người đã kiểm tra tính khả thi của đề tài và ai đã bật đèn xanh cho việc cố tình buông lỏng quản lý công đoạn này? Chưa hết, Phan Quốc Việt có hai cổ đông khác, chỉ giữ 20% cổ đông của Việt Á. Vậy ai là người chiếm tới 80% cổ đông còn lại? Mối chú ấy có trách nhiệm gì trong những sai phạm của Việt Á? Hỏi là đã câu trả lời rồi. Họa phúc đâu phải một buổi. Cách đây 5 năm, Bộ Y tế cũng đã từng bao che và đánh cháo khái niệm hàng giả với hàng kém chất lượng. Thứ tư là tác hại của cú lừa toàn xã hội này cực kỳ nặng nề. Trên 3 vạn người dân đã ra đi. Toàn bộ hệ thống hầu như bị vô hiệu hóa do chất lượng của bộ kit test. Người dân bị lây nhiễm vẫn có thể cho kết quả dương tính và ngược lại. Đây là hình ảnh người phụ nữ ở tỉnh Bình Dương bị cưỡng bức thô bạo để xét nghiệm cũng chỉ vì chủ trương của chính phủ. Nay đi kiện con kiến, kiện củ khoai, không thể nào có kết quả. Trong cuộc họp Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cuối năm nay, ông Lê Bá Trình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch phát biểu rằng nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước làm rõ vi phạm đến mức phải xử lý theo quy định pháp luật thì phải xử lý nghiêm minh với những cơ quan, tổ chức có liên quan tới vụ việc này. Báo chí trong nước cũng trích lời ông nói như sau. Đây là một cú thứ lừa đảo nhân dân, lừa đảo ngay trong cơ quan của nhà nước.
và ông nhấn mạnh rằng người dân phản ứng. Vì vậy, mặt trận cần phải đưa các thông tin đó vào bản báo cáo tổng hợp tình hình nhân dân năm 2021. Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim thì đề nghị rằng mặt trận Tổ quốc phải có ý kiến ngay về vụ Việt Á, chứ không thể chờ tới khi mọi việc xong xuôi rồi mới lên tiếng. Dư luận trong nước đều thống nhất gọi đây là tội ác, là vụ bê bối thế kỷ do những kẻ tán tận lương tâm gây ra, lừa đảo và móc túi nạn nhân, làm hại đến sức khỏe và tính mạng của hàng triệu người dân cả nước. Điều thứ năm là Đảng và Nhà nước phải đồng cảm và biết cách chia sẻ với những phẫn uất chính đáng trong toàn xã hội. Không nên chụp mũ, quy kết những xúc cảm tự nhiên này là âm mưu của các thế lực thù địch. Giặc ở sau lưng nhà các người đó là lời của thần Kim Quy vẫn mang ý nghĩa thời sự. Cũng không phải ngẫu nhiên mà tờ báo Tuổi Trẻ đã chạy một tiêu đề hết sức bắt mắt, với nghĩa kép rằng Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, làm xói mòn lòng tin với ngành. Đây không phải là thuyết âm mưu, cũng không phải là lỗi biên tập. Đây là một cách phản ứng công khai của báo giới trong nước đối với bản báo cáo thành tích trong phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với địa phương chiều ngày 5 tháng 1 của ông Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long. Ông Nguyễn Thanh Long thành Nga thành mình rằng Bộ Y tế nói rằng cuộc chiến phòng chống COVID-19 chưa có trong tiền lệ, tạo thách thức chưa từng có đối với hệ thống y tế mà đôi lúc tưởng chừng khó vượt qua. Cũng phải ghi nhận các nhà báo Tuổi Trẻ thông minh và dũng cảm. Mà sự phê phán đâu chỉ tập trung vào một mình Bộ Y tế, đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền cho rằng không ai chấp nhận được cách chống chế nhầm lẫn thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ trong vụ án gây chấn động này. Đại biểu Minh Hiền thì nhấn mạnh rằng hồ sơ sản phẩm kit test của Việt Á đã bị Tổ chức Y tế Thế giới loại ngay từ đầu vì không cung cấp được chứng nhận quản lý chất lượng ISO cho sản phẩm y tế, có nghĩa là chưa được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận cho lưu hành tự do. Thế nhưng, sự nhanh nhảu không cần thiết của Bộ Khoa học và Công nghệ khi vội vàng ra thông báo trên trang web của Bộ, kèm theo thông tin về năng lực sản xuất cung ứng sản phẩm của công ty Việt Á cho thị trường trong nước và quốc tế, rồi sau đó lại âm thầm gỡ bỏ, thật sự gây một câu chuyện bi hài cho vụ việc này. Thứ sáu, scandal Việt Á là một đòn giáng mạnh vào tham vọng muốn làm anh cả của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến nay vẫn chưa có phát biểu gì về vụ scandal Việt Á sau khi ký huân chương hạng 3 cho công ty này. Trước và sau đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã từng mơ các nghị quyết của đại hội sẽ là văn bia cho nhiều thế hệ. Mặc dù ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố đại ý không biết cuối thế kỷ này đã có chủ nghĩa xã hội hay chưa, nhưng ngay trong mùa đại dịch, ông vẫn miệt mài bắt ban thư ký chuẩn bị những bài viết tràng giang đại hải để bàn về các vấn đề lý luận và thực tiễn của cái là chưa biết là có hay không ấy. Sau đại hội, cũng lại giữa mùa chống dịch như chống giặc, ông lại khai hội liên tục. Ông cho mở hội nghị văn hóa toàn quốc, rồi ông cho mở hội nghị đối ngoại đầu tiên trong 76 năm tồn tại của chế độ. Ông chỉnh phong, chỉnh huấn, vân vân. Ông chất vấn mấy tay trung ương của Bộ Chính trị, ngồi giả vờ chăm chú nghe ông thuyết pháp, rằng tiền nhiều để làm gì, chắc khối đồng chí chưa bị lộ cũng đang nằm trong đống rơm, không khỏi cười thầm. Rồi ông lại truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cho những người được cho là hy sinh trong vụ giết đảng viên Lão Thành Lê Đình Kình, 82 tuổi đời và hơn 60 năm tuổi đảng. Rồi tiếp theo ông lại ký tặng huân chương lao động cho công ty của Phan Quốc Việt tọa lạc trên khoảng 10 m², tham vọng muốn làm anh cả của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc đời bay bổng cánh diều này sau những đồn dồn nén của các sự kiện vừa liệt kê và cú va đập Việt Á sẽ như thế nào. Chưa ai trả lời được câu hỏi này. Thứ bảy, trong nguy cơ vẫn còn nguy cơ, nếu kỳ họp Quốc hội bất thường lần này, còn có vài báo cáo khác nếu cần có thể đóng dấu tuyệt mật, ít nhiều có đề cập đến gốc rễ và đề xuất giải pháp cho các vấn đề thực chất liên quan đến vụ việc Việt Á, thì Đảng và Nhà nước còn cơ may đẩy mạnh cải cách thể chế, thay chế đảng quyền bằng pháp quyền, tiến hành đổi mới lần hai. Nếu không, quay thử Việt Á cũng đồng thời là phép thử đối với tính chính danh và địa vị hợp pháp của Đảng, Nhà nước này. Trong buổi chợ chiều của các triều đại phong kiến trước đây cũng không thiếu những kỷ nguyên hôn ám lũng đoạn như ngày nay.
Nhưng thời trước còn có khá nhiều các bậc tiên liệt, nên hậu thế chúng ta mới biết đến các cáo trạng đanh thép như dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế, gây thủ kết oán trải mấy mươi năm từ Nguyễn Trãi, hay Thất Trảm Sớ nổi tiếng của Chu Văn An. Tuy nhiên, sau nhiều chiến dịch mậu thân của Đảng đối với nhân sĩ trí thức thời nay, giờ đây nếu còn sót lại một vài Nguyễn Trãi hay Chu Văn An ở đâu đó trên dải đất hình chữ S, thì rất tiếc phần lớn các bậc phú sĩ ấy dường như đều ngoảnh mặt làm ngơ trước các đại án như Việt Á. Có thể đấy cũng là một trong những lý do khiến cho Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long vẫn thừa thắng xông lên, bảo kê cho Việt Á và toàn bộ các tội ác của những kẻ bất lương từng lộng hành trong đại dịch COVID-19.